Nhà đất em xin kính chào quý vị, quý anh chị ạ. Hôm nay em đăng tải lên một mảnh đất ở tại xã Ia Bang, huyện Chư Bờ Đông, tỉnh Gia Lai nhé quý anh chị. Và đây trước màn hình quý anh chị đây là con đường Hồ Chí Minh nhé quý anh chị nhé. Thì em nghe một số bà con đây có cái dự án đây, con đường Hồ Chí Minh đi ngang qua đây. Thì em cũng giới thiệu như vậy. Từ vị trí đây đi theo hướng đây, chúng ta ra tới đường quốc lộ 14A thì bán kính khoảng 7 cây số đổ lại thôi nhé quý anh chị nhé. Đây là khu dân cư. Về tới trung tâm thành phố Pleiku, Gia Lai thì khoảng 35 cây số là chúng ta về tới sân bay luôn ạ. Còn theo hướng đây thì chúng ta con đường này chúng ta có thể đi vòng tới Buôn Mê Thuột được ạ. Và trong này thì còn 3 cái xã nữa. Và khu dân cư rất chi là đông đúc. Và hôm nay em đăng tải lên một mảnh đất có mặt đường của đường Hồ Chí Minh đây là 100m nha quý anh chị, 100m ạ. Tổng diện tích là 3 hectare. Trong đó có 2 hect là cây cao su, còn 1 hecta là cây ăn trái, có 100 cây sầu riêng. Tí em sẽ về em quay cụ thể cho quý anh chị thấy ạ. Một lô đất anh gia chủ đang cần tiền bán đưa ra một cái giá rất chi là hợp lý ở khu vực đây. Bởi vì đây là đất mặt đường giàu lớn nhé quý anh chị nhé. Khu dân cư thuận tiện đường đi nối lại, chúng ta có thể làm kho xưởng buôn bán ở khu vực này cũng được ạ. Bởi vì ở đây là khu trung tâm. Chỉ cách lô đất chúng ta khoảng 500m là ở đây có một cái nhà thờ và một trường học cấp 1. Để con em chúng ta về đây định cư sinh sống thì rất chi là thuận tiện ạ. Và hiện tại ở trong nhà, ở trong lô đất thì có một căn nhà cấp 4 và trước đấy thì có một cái kho nữa. Tí em sẽ về em quay ạ. Căn nhà này thì chúng ta có thể về ở tạm thôi nhé quý anh chị nhé. Và điều đặc biệt đất chúng ta, anh gia chủ đã đăng ký 500m đất thổ cư nhé quý anh chị. Có sẵn 500m đất thổ cư đã đăng ký rồi. Phải nói một lô đất có mặt bằng đẹp. Mặt đường đây là 100m, tổng diện tích là 3 hectare. Rồi bây giờ em sẽ đi vào lô đất để em quay cây cao su và cây sầu riêng nha quý anh chị. Và để em nhắc lại, lô đất chúng ta có hai mặt tiền đường ạ. Phải nói một lô đất đẹp. Đất thì hiện tại trước kia thì lô đất chúng ta cũng bằng cái đường này, nhưng mà con đường này mới làm thì đất bây giờ chúng ta đang thấp hơn mặt đường khoảng 1m nha quý anh chị, khoảng 1m. Phải nói là phù hợp với một diện tích cho một gia đình chúng ta về đây định cư sinh sống 3 hectare luôn ạ. Trong đó có 2 hectare cao su là 1.000 cây cao su. Hiện tại bây giờ gia chủ đang chia sẻ mỗi một ngày trung bình là thu được chi phí hết thu 1 triệu tiền mủ cao su nhé quý anh chị nhé. Ở đây ạ, 100m mặt đường dầu lớn khoảng 12m và con đường bên hông này cũng hiển thị luôn. Con đường này là con đường liên thôn nhé quý anh chị nhé. Tức là lô đất chúng ta có hai mặt tiền đường. Đi vào chỗ này này em ơi. Vùng quanh thì gia chủ cũng đã rào toàn bộ B40 hết quý anh chị thấy đây ạ. Điều đặc biệt lô đất chúng ta, anh gia chủ đã đăng ký 500 thổ cư. Tức là bây giờ ai mua thì trong mảnh đất này gia chủ sẽ chịu trách nhiệm. Sẽ bao cho mình được 500m đất thổ cư rồi ạ. Đã đăng ký và nộp thuế rồi. Chỉ đợi ngày ra cấp bìa thôi. Có điện 3 pha đây ạ, quý anh chị thấy đây ạ. Điện 3 pha, giếng đầy đủ hết. Ở bên dưới đuôi của chúng ta thì cũng có một cái suối lớn, tí em sẽ bay lên cam quý anh chị sẽ thấy ạ. Đây em ra vườn em quay trước rồi tí em sẽ vào cái khu vực căn nhà. Căn nhà cấp 4 cũng đơn giản thôi ạ. Đây ạ, em thấy ở trên cái chỗ khuôn viên nhà đây thì có khoảng cỡ tầm 10 cây bơ. Đấy, và có cây dừa, cây chuối đây ạ. Và có cây mắc ca đây ạ. Em thấy đây có mấy cây mắc ca cũng lớn tuổi rồi đây. Và đây, 100 cây sầu riêng, toàn bộ giống Thái hết. Bắt đầu cho chúng ta vào thu bói. Năm vừa rồi này có thu bói nhé quý anh chị nhé. Đó, cây sầu riêng em thấy còn xanh tốt đấy ạ. Và có khoảng 50 cây mắc ca. Và đây có khoảng 500 chủ tiêu. Chủ tiêu bê tông thì bây giờ chết hết rồi. Cái đó mình không tính. Đấy ạ, sầu riêng đây ạ. 100 cây sầu riêng nhé quý anh chị nhé. 100 cây sầu riêng Thái hết này. Sang năm là bắt đầu cho chúng ta vào thu kinh doanh chính. Tiêu thì vẫn còn một vài chủ lác đác. Phải nói là một lô đất có tiềm năng, thuận tiện đường đi nối lại cho con em chúng ta ở đây ăn học rất chi thuận tiện ạ. Đi ra tới ngã ba phố Mỹ là quốc lộ 14A, đó là khu trung tâm chợ
trường học cấp 2, cấp 3 là hết ở khu vực đó, loanh quanh khoảng tới 10 cây số đổ lại thôi ạ. Em thấy cây sầu riêng đẹp nhá quý anh chị nhá. 100 cây sầu riêng này, xanh ôm luôn. Đó, sầu riêng đều như nhau hết đây ạ. Bơ này. Trời, sầu riêng tốt quá trời. Chất đất đỏ màu ba gian nhé quý anh chị nhé. Để em nhắc lại tổng diện tích là 3 hecta 2, 100 mét đất, đường dầu và có 500 thổ cư, 100 cây sầu riêng, toàn bộ sầu riêng Thái đều như nhau hết đây ạ. Và 2 hecta cao su, toàn bộ giống riêu 4, giống siêu mổ. Bây giờ em sẽ xuống cái vườn cao su em quay đây ạ. Đất chúng ta có độ dốc không đáng kể nhá. Và đây, vườn cao su của chúng ta đây ạ. Và có 400 cây cà ở bên dưới, ở bên đuôi vườn cao su của chúng ta nhá. 400 cây cà đẹp luôn. Tức là trên vườn của chúng ta là hiện tại có 3 nguồn thu chính. Cây cao su hàng ngày là đã có tiền. Và có 400 cây cà phê và 100 cây sầu riêng. Đó, quý anh chị thấy ạ, 100 cây sầu riêng đẹp nhá. Đó. Đây ạ, 2 hecta cao su đây ạ. Cà phê nó nằm ở chỗ nào em nhỉ? Cà phê á. Ở bên dưới kia hay ở chỗ này? Đây, điện cà pha, ba pha thì gia chủ kéo từ trên đường xuống tới suối nhá quý anh chị nhá. Nói về nguồn nước thì gia chủ chia sẻ bao nước cho quý anh chị. Thì đấy, nếu quý anh chị là có nhu cầu mà cà cao su thì chúng ta để lại cao su, mà không thì chúng ta phá, chúng ta trồng cây ăn trái. Đây, cao su vẫn đang cạo mủ đây ạ. Cây cao su này thì em thấy gia chủ chăm sóc cũng không có được đẹp. Nhìn tốc độ cây cao su này chỉ được cỡ tầm 70% thôi ạ. Tức là 100 cây thì chỉ được 70 cây thôi. Đất thì đất tốt, đất đỏ màu ba gian này. Ở khu vực đây vừa rồi em có bán một vài lô, có một số bà con ở đây. Đấy, giao dịch toàn bộ là giá từ 1 tỷ 3 tới có chỗ lên tới 1 tỷ rưỡi một mẫu nhé quý anh chị. Bởi vì đây là đất mặt đường khu dân cư, mặt đường của Hồ Chí Minh. Đấy, nên là đất rất có giá trị. Bây giờ anh gia chủ lại bán với lô đất có trị giá 500 thổ cư và 100 cây sầu riêng. Và vườn cây thế này mà anh chủ đang đưa ra cái giá là chỉ có 1 tỷ 300 triệu trên 1 hecta thôi nhá. 1 tỷ 300 triệu trên 1 hecta, quý anh chị nghe rõ nhá. Một cái giá rẻ hơn thị trường. Em thấy hợp lý ạ. Đây là bên dưới này thì em thấy cây cao su có tốc độ đều hơn này. Còn bên trên kia thì cao su không được đẹp lắm. Cao su này thì cạo bắt đầu sang mặt thứ hai được khoảng 2 phần rồi ạ. Phải nói một lô đất có 2 mặt đường nhá. Quá đẹp luôn. Ở đây ạ, có 400 cây cà phê. Cà phê này thì cà phê cũng vào thu kinh doanh lâu rồi ạ. Cây cà phê thì em thấy vẫn còn có nhiều trái và xanh tốt lắm đây ạ. Nhưng mà cà phê này cà phê già chứ không phải cà phê tơ. Đây, cà phê đây ạ. Trái thì em thấy vẫn có nhiều. 400 cây cà phê nhé quý anh chị. 400 cây cà phê, 2 hecta cao su. Đó. Và diện tích đất mặt đường là 100 m, trong đó có 100 cây sầu riêng ở mé trên kia. Trên đó thì khoảng cỡ tầm 7-8 sào. Điện nước đầy đủ ạ. Và đây, trên đất của chúng ta hiển thị con đường đi dọc bên hông từ trên đường dầu xuống đây. Đây là con đường nhé quý anh chị nhá. Con đường này rộng khoảng 4 m. Đó, ăn hết, bám hết cái đuôi dây của chúng ta luôn. Theo em đánh giá con đường này chắc chiều dài của nó khoảng 500 m ạ. Trên dưới gần 500 m con đường đây, con đường bên hông. Hiện tại là đường đất ạ. Đường đất.
Phải nói một lô đất có đầy tiềm năng và có nguồn thu nhập trên vườn là ba loại cây: cây cà phê và cây cao su và cây sầu riêng. Em thấy điều lô đất của chúng ta có giá trị là đã có sẵn 500 mét đất thổ cư gia chủ đã đăng ký và đưa ra với cái giá này thì em thấy quá hợp lý ạ. Đây, quý anh chị thấy bên này là bên hàng xóm họ trồng cây cà phê tơ đẹp không ạ? Cà phê sầu riêng, tiêu. Cao su này thì cao su sống riêu 4. Này, mổ này quý anh chị thấy đấy. Chủ nhà nói một ngày 1 triệu nhưng mà chắc em đánh giá một ngày thu nhập cỡ 500 nghìn thôi. Giá cao su bây giờ nó đâu có giá trị đâu. Cao su bây giờ là 12 nghìn một ký à. Đó, con đường đây ạ. Cái này trị giá của đất nhá quý anh chị nhá. Đó, có dọc con đường này bám theo cái vườn của chúng ta. Trên dưới 500 mét mặt đường bên hông. Phải nói nâu đất quá đẹp ấy. Đường đẹp đấy chứ. Và dưới con đường này là có một số bà con còn ở dưới này làm vườn rất chi là đông nhá. Đây quý anh chị thấy dây điện bà con ở bên dưới này. Bởi vì ở khu mặt đường đây bây giờ em thấy bà con đã bán ra mét rồi, tầm 35 tới 40 triệu trên 1 mét ngang. Bây giờ tổng diện tích này 100 mét mà gia chủ đưa ra cái giá này thì lô đất của chúng ta quá rẻ luôn ạ. Nó con đường đây nhá quý anh chị, con đường bên hông vườn. Đất chúng ta hiển thị trên bìa là có đường luôn ạ. Có khoảng 50 cây mắc ca và 50 cây bơ. Nhà điện nước đầy đủ. Mấy anh chị đầu tư sinh lời thì theo như em ở thời điểm đây của anh chị mua lô đất này thì rất có tiềm năng ạ. Đó, ở mặt đường đây là nguyên một cái mặt bằng này gia chủ bây giờ vẫn đang để không. Đó, để chúng ta có thể làm sân phơi hoặc chúng ta có thể làm một số công việc khác. Có một căn nhà cấp 4 đấy quý anh chị nhá. Căn nhà cũng không trị giá, em không có mở cửa vào quay làm gì. Rồi, mọi thông tin chi tiết quý anh chị liên hệ cho em số điện thoại trên màn hình là 0975 582 442. Và kết nối Zalo để em chia sẻ đầy đỏ, bia đỏ pháp lý của anh chị nhá. Xin mời quý anh chị theo dõi livecam để biết vị trí lô đất và tiện ích xung quanh nó thuận tiện thế nào ạ. Đây ạ, khu dân cư ạ. Theo hướng này chỉ cách 500 mét chúng ta có một cái nhà thờ và trường học ở đây. Đó. Đây là một cái ngã ba con đường bên hông đất chúng ta và theo hướng này chúng ta đi ra Lai ạ. Đó, khu dân cư đây ạ. Rồi em xin tạm dừng video đây ạ. Xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị ở những video gần nhất ạ.